Chào mọi người đã đến với chương trình radio Tĩnh Nguyện Buổi Sáng. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn sự thành tín Ngài là lớn lắm. Lời Chúa là thức ăn thuộc linh cho chúng ta mỗi ngày, để đắc thắng cám dỗ, tội lỗi xác thịt xung quanh chúng ta. Ngài bổ lại linh hồn bạn, dẫn bạn vào các lối công bình. Vì cớ danh Ngài, Chúa thêm sức mới cho bạn, Chúa thêm lên cho bạn đức tin. Mỗi ngày càng gần Chúa và giống Chúa hơn, và có mối quan hệ mật thiết với Chúa mỗi ngày. Chúa yêu bạn rất nhiều. Chương 7. Năm đầu đời vua Ben-Sát-sa nước Babylon, Daniel đang nằm trên giường thì thấy chiêm bao và những sự hiện thấy trong đầu mình. Người bèn viết chiêm bao đó ra và thuật lại đại lược các sự ấy. Vậy Daniel nói rằng: đang đêm ta nhìn xem trong sự hiện thấy, và này, có bốn hướng gió trên trời xô xát trên biển lớn. Đoạn, bốn con thú lớn từ biển lên, con nọ khác con kia. Con thứ nhất giống như sư tử và có cánh chim ưng. Ta nhìn xem cho đến khi những cánh nó bị nhổ, nó bị cất lên khỏi đất, đứng hai chân như người ta, và nó được ban cho lòng loài người. Này, một con thú thứ hai, in như con gấu, nó đứng nghiêng nửa mình, có ba cái xương sườn trong miệng giữa những răng, và người ta bảo nó rằng: hãy trỗi dậy, hãy cắn nuốt nhiều thịt. Sau đó, ta nhìn xem, này, có một con thú khác giống như con beo, ở trên lưng có bốn cánh như cánh chim. Con thú đó có bốn đầu và được ban cho quyền cai trị. Sau, ta lại nhìn xem trong sự hiện thấy ban đêm, này, một con thú thứ tư dữ tợn, rất mạnh và có sức lắm. Con thú đó có những răng lớn bằng sắt, nó nuốt ăn và nghiền nát, dùng chân dày đạp vật gì còn lại. Nó khác với các con thú đã đến trước và có 10 sừng. Ta suy xét những sừng đó, và này, có một cái sừng nhỏ khác ở giữa những sừng ấy mọc lên, và ba cái trong những sừng trước bị nhổ đi trước mặt nó. Này, cái sừng đó có những mắt y như mắt người và một cái miệng nói những lời sắc sược. Ta nhìn xem cho đến chừng các ngôi đã đặt và có đấng thượng cổ ngồi ở trên. Áo ngài trắng như tuyết và tóc trên đầu ngài như lông chiên sạch. Ngôi ngài là những ngọn lửa và các bánh xe là lửa hừng. Trước mặt ngài, một sông lửa chảy ra và tràn lan. Ngàn ngàn hầu hạ ngài và muôn muôn đứng trước mặt ngài. Sự xét đoán đã sắm sẵn và các sách mở ra. Bây giờ, ta nhìn xem vì cớ tiếng của những lời sắc sược mà sừng ấy nói ra. Vậy, ta nhìn xem cho đến chừng con thú bị giết, xác nó bị hủy diệt và bị phó cho lửa để đốt. Còn những con thú khác cũng bị cất hết quyền, nhưng được làm dài đời sống mình một mùa và một kỳ. Ta lại nhìn xem trong những sự hiện thấy ban đêm. Này, có một người giống như con người đến với những đám mây trên trời. Người tới đến đấng thượng cổ và bị dẫn đến trước mặt ngài. Người được ban cho quyền thế, vinh hiển và nước, hầu cho hết thảy các dân, các nước, các thứ tiếng đều hầu việc người. Quyền thế người là quyền thế đời đời chẳng qua đi, và nước người không bao giờ phải hủy phá. Còn như ta, Daniel, thì tâm thần ta rầu rĩ trong mình ta, và những sự hiện thấy trong đầu ta làm cho ta bối rối. Ta bèn lại gần một người trong những người đứng đó và hỏi người về lẽ thật của mọi sự này. Người bèn nói cùng ta và giải nghĩa những sự đó cho ta mà rằng: bốn con thú lớn đó là bốn vua sẽ dấy lên trên đất, nhưng các thánh của đấng rất cao sẽ nhận lấy nước và được nước làm của mình đời đời cho đến đời đời vô cùng. Bây giờ ta muốn biết lẽ thật về con thú thứ tư, là con khác với hết thảy các con khác, rất dữ tợn, răng thì bằng sắt, móng thì bằng đồng. Nó cắn nuốt nghiền nát, và có gì còn lại thì dày đạp dưới chân. Ta cũng muốn biết lẽ thật về 10 cái sừng ở trên đầu nó, và về cái sừng khác mọc lên, và trước mặt nó ba sừng kia đã bị rơi xuống. Sừng này có những mắt và miệng nói những lời sắc sược, và hình dạng nó mạnh bạo hơn những sừng khác. Ta nhìn xem, cái sừng đó tranh chiến cùng các thánh và thắng trận, cho tới khi đấng thượng cổ đã đến
sự xét đoán đã ban cho các thánh của đấng rất cao và thì giờ đã đến là khi các thánh được nước làm của mình. Vậy người nói cùng ta như vậy: con thú thứ tư sẽ làm nước thứ tư trên đất, khác với hết thảy các nước, và nó sẽ nuốt cả đất dày đạp và nghiền nát ra. 10 cái sừng là 10 vua sẽ dấy lên từ nước đó, và có một vua dấy lên sau, khác với các vua trước, và người đánh đổ 3 vua. Vua đó sẽ nói những lời phạm đến đấng rất cao, làm hao mòn các thánh của đấng rất cao, và định ý đổi những thời kỳ và luật pháp. Các thánh sẽ bị phó trong tay người cho đến một kỳ, những kỳ và nửa kỳ. Nhưng sự xét đoán sẽ đến, và người ta sẽ cất quyền thế khỏi nó để diệt đi và làm cho hủy phá đi đến cuối cùng. Bây giờ nước, quyền thế và sự tôn đại của muôn nước ở dưới cả trời sẽ được ban cho dân các thánh của đấng rất cao. Nước Ngài là nước đời đời, và hết thảy các quyền thế đều hầu việc và vâng lời Ngài. Vậy lời ấy đến đây là hết. Còn như ta Daniel, các ý tưởng ta khiến ta bối rối lắm, sắc ta biến cải. Dầu vậy, ta vẫn ghi nhớ những sự đó trong lòng ta. Chương 8. Năm thứ ba đời vua Ben-sát-sa, có sự hiện thấy tỏ ra cho ta là Daniel, sau sự hiện thấy đã tỏ ra cho ta khi trước. Vậy ta thấy trong sự hiện thấy. Vả, khi ta thấy thì ta ở tại cung Su-sơ về tỉnh Elam, và trong sự hiện thấy, ta thấy mình ta ở cạnh sông U-lai. Ta ngước mắt lên và thấy, này, có một con chiên đực đứng gần sông có hai cái sừng. Hai sừng nó cao, nhưng một cái thì cao hơn cái kia, và cái cao hơn thì mọc lên sau. Bây giờ, ta thấy con chiên đực ấy húc sừng mình vào phía tây, phía bắc và phía nam. Không có thú vật nào chống cự cùng nó được, và chẳng ai có thể cứu được khỏi tay nó. Nó muốn làm chi tùy ý, và nó càng lớn lên. Khi ta nhìn xem sự đó, này, một con dê đực đến từ phía tây, đi khắp trên mặt đất mà không đụng đến đất. Con dê đó có cái sừng mọc rõ ra giữa hai con mắt nó. Nó đến tận chỗ con chiên đực có hai sừng mà ta đã thấy đứng gần sông. Nó hết sức giận, chạy đến nghịch cùng chiên đực ấy. Ta thấy nó đến gần con chiên đực, nổi giận, húc nó, làm gãy hai cái sừng. Con chiên đực không có sức nào chống lại. Con dê vật nó xuống đất, dài đạp lên trên, và chẳng ai có thể cứu con chiên đực khỏi tay nó được. Con dê đực làm mình nên lớn lắm, nhưng khi nó đã mạnh thì cái sừng lớn của nó gãy đi, và ở chỗ đó có bốn cái sừng mọc rõ ra hướng về bốn gió trên trời. Bởi một trong các sừng có mọc ra một cái sừng nhỏ lớn lên rất mạnh về phương nam, phương đông, lại hướng về đất vinh hiển. Nó lớn lên đến cơ binh trên trời, làm cho đổ xuống đất một phần cơ binh và một phần trong các ngôi sao, rồi nó dày đạp lên. Nó làm mình nên lớn cho đến tướng cơ binh. Nó cất của lễ hằng dân khỏi Ngài, và nơi thánh của Ngài bị quăng xuống. Vì cớ tội lỗi thì cơ binh được phó cho nó luôn với của lễ thiêu hằng dân, và nó ném bỏ lẽ thật xuống đất. Nó làm theo ý mình và được thịnh vượng. Bây giờ ta nghe một đấng thánh đang nói, và một đấng thánh khác nói cùng đấng đang nói rằng: sự hiện thấy này về của lễ thiêu hằng dân, và về tội ác sinh ra sự hủy diệt, đặng phó nơi thánh cùng cơ binh để bị giày đạp dưới chân, sẽ còn có cho đến chừng nào? Người trả lời cùng ta rằng: cho đến 2300 buổi chiều và buổi mai, sau đó nơi thánh sẽ được thanh sạch. Khi mà ta Daniel nhìn xem sự hiện thấy đó, và ta tìm cách để rõ nghĩa, này, có như hình dạng người nam đứng trước ta. Ta nghe tiếng một người nam từ giữa bờ sông U-lai kêu và bảo rằng: Gabriel, hãy cho người này hiểu sự hiện thấy đó. Người bèn đến gần chỗ ta đứng. Khi người đã đến, ta kinh hãi và ngã sấp mặt xuống đất. Người bảo ta rằng: hỡi con người, hãy hiểu biết, vì sự hiện thấy đó có quan hệ với kỳ sau rốt.
khi người đang nói với ta. Ta ngủ mê, sấp mặt xuống đất, nhưng người đụng đến ta khiến cho ta đứng dậy. Người bảo ta rằng, này, ta sẽ bảo cho ngươi biết điều sẽ đến trong kỳ sau rốt của sự thạnh nộ, vì điều này quan hệ với kỳ định cuối cùng. Con chiên đực mà ngươi đã thấy có hai sừng, đó là các vua nước Medi và Pherosa. Con dê sờm đực, tức là vua nước Grec, và cái sừng lớn ở giữa hai con mắt, tức là vua đầu nhất. Về sừng đã gãy đi, có bốn sừng mọc lên trong chỗ nó, tức là bốn nước bởi dân tộc đó dấy lên, song quyền thế không bằng sừng ấy. Đến kỳ sau rốt của nước chúng nó, khi số những kẻ bội nghịch đã đầy, thì sẽ dấy lên một vua là người có bộ mặt hung dữ và thấu rõ những lời mầu nhiệm. Quyền thế người sẽ lớn thêm, nhưng không phải bởi sức mình. Người làm những sự tàn phá lạ thường và được thịnh vượng, làm theo ý mình, hủy diệt những kẻ có quyền và dân thánh. Người dùng quyền thuật làm nên trước gian dối mình được thắng lợi. Trong lòng người tự làm mình nên lớn, và trong lúc dân ở yên ổn, người sẽ hủy diệt nhiều kẻ. Người nổi lên chống với vua của các vua, nhưng người sẽ bị bẻ gãy chẳng bởi tay người ta. Vả, sự hiện thấy về các buổi chiều và các buổi mai mà đã nói đến là thật, nhưng ngươi hãy giữ kín sự hiện thấy đó, vì nó quan hệ với sau nhiều ngày. Bây giờ ta, Daniel, mê mẩn và đau ốm trong mấy ngày, đoạn ta trỗi dậy và làm việc vua. Ta rất lấy làm lạ về sự hiện thấy ấy, nhưng chẳng ai rõ ý nó. Chương 26. Vả, Đức Chúa Giê-xu đã phán những lời ấy xong rồi, thì phán cùng môn đồ rằng, các ngươi biết rằng còn hai ngày nữa thì đến lễ vượt qua, và con người sẽ bị nộp để chịu đóng đinh trên cây thập tự. Bây giờ các thầy tế lễ cả và các trưởng lão trong dân nhóm lại trong tòa thầy cả thượng phẩm tên là Cai-phe, và bàn với nhau dùng mưu trước gì đặng bắt Đức Chúa Giê-xu mà giết. Song họ nói rằng, không nên làm trong ngày lễ, e trong dân chúng sinh ra điều xào xạc chăng. Khi Đức Chúa Giê-xu ở làng Bethany tại nhà Si-môn là người phun, có một người đàn bà cầm cái chai bằng ngọc trắng đựng dầu thơm quý giá lắm, đến gần mà đổ trên đầu Ngài đang khi ngồi ăn. Môn đồ thấy vậy giận mà trách rằng, sao phí của như vậy? Dầu này có thể bán được nhiều tiền và lấy mà thí cho kẻ nghèo nàn. Đức Chúa Giê-xu biết điều đó, bèn phán cùng môn đồ rằng, sao các ngươi làm khó cho người đàn bà đó? Người đã làm việc tốt cho ta, vì các ngươi thường có kẻ nghèo ở cùng mình, song sẽ không có ta ở cùng luôn luôn. Người đổ dầu thơm trên mình ta là để sửa soạn chôn xác ta đó. Quả thật, ta nói cùng các ngươi, khắp cả thế gian, hễ nơi nào tin lành này được giảng ra, thì cũng thuật lại việc người ấy đã làm để nhớ đến người. Bây giờ có một người trong 12 sứ đồ tên là Juda Iscariot đến tìm các thầy tế lễ cả mà nói rằng, các thầy bằng lòng trả cho tôi bao nhiêu, đặng tôi sẽ nộp người cho. Họ bèn trả cho nó 30 bạc. Từ lúc đó nó tìm dịp tiện để nộp Đức Chúa Giê-xu. Trong ngày thứ nhất ăn bánh không men, môn đồ đến gần Đức Chúa Giê-xu mà thưa rằng, Thầy muốn chúng tôi dọn cho Thầy ăn lễ vượt qua tại đâu? Ngài đáp rằng, hãy vào thành, đến nhà một người kia mà nói rằng, Thầy nói, giờ ta gần đến, ta và môn đồ ta sẽ giữ lễ vượt qua trong nhà ngươi. Môn đồ làm y như lời Đức Chúa Giê-xu đã dạy mà dọn lễ vượt qua. Đến tối, Ngài ngồi ăn với 12 sứ đồ. Khi đang ăn, Ngài phán rằng, quả thật ta nói cùng các ngươi rằng, có một người trong các ngươi sẽ phản ta. Các môn đồ lấy làm buồn bực lắm và lần lượt hỏi Ngài rằng, lạy Chúa, có phải tôi không? Ngài đáp rằng, kẻ nào để tay vào mâm với ta
ấy là kẻ sẽ phản ta. Con người đi y theo lời đã chép về Ngài, song khốn nạn thay cho kẻ phản con người, thà nó chẳng sinh ra thì hơn. Giuđa là kẻ phản Ngài cất tiếng hỏi rằng: Thưa Thầy, có phải tôi chăng? Ngài phán rằng: Thật như ngươi đã nói. Khi đang ăn, Đức Chúa Giêsu lấy bánh, tạ ơn rồi, bẻ ra đưa cho môn đồ mà rằng: Hãy lấy ăn đi, này là thân thể ta. Ngài lại lấy chén, tạ ơn rồi, đưa cho môn đồ mà rằng: Hết thảy hãy uống đi, vì này là huyết ta, huyết của sự giao ước đã đổ ra cho nhiều người được tha tội. Ta phán cùng các ngươi, từ rày về sau, ta không uống trái nho này nữa, cho đến ngày mà ta sẽ uống trái nho mới cùng các ngươi ở trong nước của cha ta. Khi đã hát thơ thánh rồi, Đức Chúa Giêsu và môn đồ đi ra mà lên núi Olive. Ngài bèn phán rằng: Đêm nay các ngươi sẽ đều vấp phạm vì cớ ta, như có chép rằng: Ta sẽ đánh kẻ chăn chiên, thì chiên trong bầy sẽ bị tan lạc. Song sau khi ta sống lại rồi, ta sẽ đi đến xứ Galilê trước các ngươi. Phi-e-rơ cất tiếng thưa rằng: Dầu mọi người vấp phạm vì cớ thầy, song tôi chắc không bao giờ vấp phạm vậy. Đức Chúa Giêsu phán rằng: Quả thật ta nói cùng ngươi, chính đêm nay, trước khi gà gáy, ngươi sẽ chối ta 3 lần. Phi-e-rơ thưa rằng: Dầu tôi phải chết với thầy đi nữa, tôi chẳng chối thầy đâu. Hết thảy môn đồ đều nói y như vậy. Rồi Đức Chúa Giêsu cùng môn đồ đi đến một chỗ kêu là Gethsemane. Ngài phán rằng: Hãy ngồi đây đợi ta đi cầu nguyện đằng kia. Đoạn Ngài đem Phi-e-rơ và 2 người con của Cê-bê-đê đi với mình. Tức thì Ngài buồn bực và sầu não lắm. Ngài bèn phán: Linh hồn ta buồn bực cho đến chết. Các ngươi hãy ở đây và tỉnh thức với ta. Rồi Ngài bước tới một ít, sấp mặt xuống đất mà cầu nguyện rằng: Cha ơi, nếu có thể được, xin cho chén này lìa khỏi con, song không theo ý muốn con mà theo ý muốn cha. Kế đó, Ngài trở lại với môn đồ, thấy đang ngủ thì Ngài phán cùng Phi-e-rơ rằng: Thế thì các ngươi không tỉnh thức với ta trong 1 giờ được. Hãy thức canh và cầu nguyện, kẻo các ngươi sa vào trước cám dỗ. Tâm thần thì muốn lắm, mà xác thịt thì yếu đuối. Ngài lại đi lần thứ 2 mà cầu nguyện rằng: Cha ơi, nếu chén này không thể lìa khỏi con được mà con phải uống thì xin ý cha được nên. Ngài trở lại nữa thì thấy môn đồ còn ngủ vì mắt họ đã đừ quá rồi. Đoạn Ngài bỏ mà lại đi cầu nguyện lần thứ 3 và lập xin như lời trước. Rồi Ngài đi đến với môn đồ mà phán rằng: Bây giờ các ngươi ngủ và nghỉ ngơi ư? Này, giờ đã gần tới, con người sẽ bị nộp trong tay kẻ có tội. Hãy chờ dậy đi hè, kìa kẻ phản ta đến kia. Khi Ngài còn đương phán, sải thế Giuđa là 1 trong 12 sứ đồ đến với một bọn đông người cầm gươm và gậy mà các thầy tế lễ cả và các trưởng lão trong dân đã sai đến. Đứa phản Ngài đã trao cho bọn đó dấu này: Người nào mà tôi sẽ hôn, ấy là người đó, hãy bắt lấy. Tức thì Giuđa đến gần Đức Chúa Giêsu mà rằng: Chào thầy, rồi hôn Ngài. Nhưng Đức Chúa Giêsu phán cùng nó rằng: Bạn ơi, vậy thì vì việc này mà ngươi đến đây sao? Rồi chúng nó đến gần ra tay bắt Đức Chúa Giêsu. Và này, có một người trong những người ở với Đức Chúa Giêsu giơ tay rút gươm ra, đánh đầy tớ của thầy cả thượng phẩm, chém đứt 1 cái tai của người. Đức Chúa Giêsu bèn phán rằng: Hãy nạp gươm vào vỏ, vì hễ ai cầm gươm thì sẽ bị chết về gươm. Ngươi tưởng ta không có thể xin cha ta lập tức cho ta hơn 12 đạo thiên sứ sao? Nếu vậy, thế nào cho ứng nghiệm lời Kinh Thánh đã chép rằng việc này tất phải xảy đến? Lúc bấy giờ Đức Chúa Giêsu phán cùng chúng rằng: Các ngươi đem gươm và gậy đến mà bắt ta, khác nào như ta là kẻ cướp.
ta thường ngày ngồi trong đền thờ và giảng dạy tại đó mà các ngươi không bắt ta. Nhưng mọi điều ấy phải xảy đến hầu cho những lời các đấng tiên tri đã chép được ứng nghiệm. Khi ấy, hết hãy môn đồ, bỏ Ngài mà trốn đi. Những kẻ đã bắt Đức Chúa Giê-xu đem Ngài đến nhà thì cả thượng phẩm Ca-i-phe. Tại đó, các thầy thông giáo và các trưởng lão đã nhóm lại. Phi-e-rơ theo Ngài xa xa cho đến sân của thầy cả thượng phẩm, vào ngồi với các kẻ canh giữ đặng coi việc ấy ra làm sao. Bây giờ, các thầy tế lễ cả và cả tòa công luận kiếm chứng dối về Ngài cho được giết Ngài. Dù có nhiều người làm chứng dối có mặt tại đó, song tìm không được chứng nào cả. Sau hết có hai người đến nói như vậy. Người này đã nói, ta có thể phá đền thờ của Đức Chúa Trời rồi dựng lại trong 3 ngày. Thầy cả thượng phẩm bèn đứng dậy mà nói với Ngài rằng, những người này làm chứng mà kiện ngươi, ngươi không thưa lại gì sao? Nhưng Đức Chúa Giê-xu cứ làm thinh. Thầy cả thượng phẩm lại nói với Ngài rằng, ta khiến ngươi chỉ Đức Chúa Trời hằng sống mà thề. Hãy nói cho chúng ta, ngươi có phải là Đấng Christ, con Đức Chúa Trời chăng? Đức Chúa Giê-xu đáp rằng, thật như lời. Vả lại, ta nói cùng các ngươi, về sau các ngươi sẽ thấy Con Người ngồi bên hữu quyền phép Đức Chúa Trời và ngự trên mây từ trời mà xuống. Thầy cả thượng phẩm bèn xé áo mình mà nói rằng, nó đã nói phạm thượng, chúng ta còn cần gì người làm chứng nữa sao? Các ngươi vừa nghe lời phạm thượng đó thì nghĩ làm sao? Chúng trả lời rằng, nó đáng chết. Họ bèn nhổ trên mặt Ngài, đấm Ngài, lại có kẻ vả Ngài mà nói rằng, hỡi Đấng Christ, hãy nói tiên tri đi, cho chúng ta biết ai đánh ngươi. Bây giờ, Phi-e-rơ vẫn ngồi ngoài sân. Có một người đầy tớ gái đến gần mà nói cùng người rằng, ngươi cũng là kẻ ở với Giê-xu người Ga-li-lê. Song Phi-e-rơ chối trước mặt chúng mà rằng, ta không hiểu ngươi nói chi. Khi đi ra ngoài cửa, lại có một đầy tớ gái khác thấy người, bèn nói cùng kẻ ở đó rằng, người này cũng ở với Giê-xu người Na-sa-rét. Song Phi-e-rơ lại chối và thề rằng, ta chẳng hề biết người ấy. Một chập nữa, những kẻ ở gần đó đến gần nói với Phi-e-rơ rằng, chắc thật, ngươi cũng thuộc về đảng ấy, vì tiếng nói của ngươi khai ngươi ra. Người bèn rủa mà thề rằng, ta không biết người đó đâu. Tức thì gà gáy. Phi-e-rơ nhớ lại lời Đức Chúa Giê-xu đã phán rằng, trước khi gà gáy, ngươi sẽ chối ta 3 lần. Đoạn, người đi ra và khóc lóc cách đắng cay. Thi Thiên 105. Hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va, cầu khẩn danh của Ngài. Khá truyền ra giữa các dân những công việc Ngài. Hãy hát cho Ngài những bài ca. Khá nói về các việc lạ lùng của Ngài. Hãy khoe mình về danh thánh Ngài. Nguyện lòng kẻ nào tìm cầu Đức Giê-hô-va được khoái lạc. Hãy cầu Đức Giê-hô-va và quyền phép Ngài. Hãy tìm kiếm mặt Ngài luôn luôn. Hỡi dòng dõi Abraham là kẻ tôi tớ Ngài. Hỡi con cháu Gia-cốp là kẻ Ngài chọn. Hãy nhớ lại những việc lạ lùng Ngài đã làm, các dấu kỳ và đoán ngữ mà miệng Ngài đã phán. Ngài là Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng tôi. Sự đoán xét Ngài ở khắp trái đất. Ngài nhớ đến sự giao ước Ngài luôn luôn, hồi tưởng lời phán dặn Ngài cho đến ngàn đời, tức là giao ước Ngài đã lập với Abraham, đã thề cùng Y-sác, định cho Gia-cốp làm luật lệ và lập cho Israel làm giao ước đời đời, mà rằng, ta sẽ ban cho ngươi xứ Canaan là phần sản nghiệp các ngươi. Lúc ấy họ chỉ là một số ít người, không đông đảo và làm khách lạ trong xứ, đi từ dân này đến dân kia, từ nước này qua nước khác. Ngài không cho ai hà hiếp họ. Ngài trách các vua vì cớ họ mà rằng, đừng đụng đến kẻ chịu sức dầu ta, chớ làm hại các đấng tiên tri ta. Ngài khiến cơn đói kém giáng trong xứ và cất hết cả lương thực. Ngài sai một người đi trước Israel là Joseph bị bán làm tôi mọi. Người ta cột chân người vào cùm, làm cho người bị còng xiềng.
cho đến ngày điều người đã nói được ứng nghiệm, lời của Đức Giê-hô-va rèn thử người. Vua sai tha Giô-sép, đấng cai trị các dân giải tha người. Vua lập người làm quản gia, làm quan cai trị hết thảy tài sản mình, đặng mặc ý người trói buộc quần thần và lấy sự khôn ngoan dạy dỗ các trưởng lão. Bây giờ Israel cũng vào Ai Cập, Gia-cốp ngụ tại trong xứ Cham. Đức Giê-hô-va làm cho dân sự Ngài thêm nhiều, khiến họ mạnh mẽ hơn kẻ hà hiếp họ. Đoạn Ngài đổi lòng người Ai Cập, đặng chúng nó ghét dân sự Ngài, lập mưu hại các tôi tớ Ngài. Ngài sai Môi-se tôi tớ Ngài và A-rôn mà Ngài đã chọn. Trong xứ Cham tại giữa Ai Cập, hai người làm các dấu kỳ và phép lạ của Ngài. Ngài giáng xuống sự tối tăm và làm ra mờ mịt, còn họ không bội nghịch lời của Ngài. Ngài đổi nước chúng nó ra máu và giết chết cá của chúng nó. Đất chúng nó sanh ếch nhiều lúc nhúc, cho đến trong phòng cung thất vua cũng có. Ngài phán bèn có ruồi mòng bay đến và muỗi trong các bờ cỏ chúng nó. Thay vì mưa, Ngài giáng mưa đá và lửa ngọn trong cả xứ. Ngài cũng hại vườn nho và cây vả, bẻ gãy cây cối tại bờ cỏ chúng nó. Ngài phán bèn có châu chấu và cào cào bay đến vô số, cắn xả hết thảy cây cỏ trong xứ và phá hoại bông trái của đất chúng nó. Ngài cũng đánh giết hết thảy con đầu lòng trong xứ, tức là cả cường tráng sanh đầu của chúng nó. Đoạn Ngài dẫn Israel ra có cầm bạc và vàng, chẳng một ai yếu mọn trong các chi phái của Ngài. Ai Cập vui vẻ khi dân Israel đi ra, vì cơn kinh khủng bởi Israel đã giáng trên chúng nó. Ngài bủa mây ra để che chở, và ban đêm có lửa soi sáng. Chúng nó cầu xin, Ngài bèn khiến những con cuốc đến và lấy bánh trời mà cho chúng nó ăn no nê. Ngài khai hòn đá, nước bèn phun ra, chảy ngang qua nơi khô khác nào cái sông. Vì Ngài nhớ lại lời thách Ngài và hồi tưởng Abraham là kẻ tôi tớ Ngài. Ngài dẫn dân Ngài ra cách hớn hở, dắt kẻ Ngài chọn ra với bài hát thắng trận. Ngài ban cho họ đất của nhiều nước, họ nhận được công lao của các dân, hầu cho họ gìn giữ các luật lệ Ngài và vâng theo những luật pháp Ngài. Hallelujah! Cảm ơn Chúa lời của Ngài bày tỏ cho con. Thì giờ này chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Xin Thánh Linh Chúa, hãy bày tỏ cho con biết, Ngài dạy dỗ hay ấn chứng cho con điều gì qua lời của Ngài. Xin lời của Ngài được linh hồn con ăn nuốt vào trong tấm lòng và tâm trí của con mỗi ngày thêm lên lời của Ngài, để linh hồn con được tăng trưởng, thêm lên đức tin đặt để nơi Ngài. Xin Chúa cho con biết về Ngài nhiều hơn và con khát khao mối quan hệ mật thiết với Ngài nhiều hơn. Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài, mỗi ngày mới Ngài ban cho con hơi thở để tiếp tục sống trên đất này. Con nguyện huyết báo của Chúa Giê-xu Christ thanh tẩy, tẩy sạch, bôi xóa những suy nghĩ, tư tưởng, hành động trong tâm trí, trong tấm lòng của con như ấy là gian dâm, ô uế, lung tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn, giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh ghét, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Con nguyện xin dòng huyết báu của Ngài tẩy sạch bôi xóa sự xác thịt của con không đẹp lòng Ngài ra khỏi con ngay giờ này. Bây giờ con được thánh sạch đứng trước mặt Ngài. Chúa ơi, xin hãy cáo trách và thanh tẩy khi môi miệng con nói điều dơ dáy không đẹp lòng Ngài. Xin Chúa hãy thêm sức và hướng dẫn con ăn, hoặc uống, hay là làm sự chi khác, hãy vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời mà làm. Xin Chúa thêm lên cho con đức tin để mỗi ngày con trông cậy nơi Chúa càng hơn. Xin Chúa thêm lên sự sức dầu trên con để con bày tỏ danh của Ngài trên chính đời sống hàng ngày của con, để con như muối của đất, ánh sáng của thế gian. Con nguyện Thánh Linh Đức Chúa Trời đổ đầy, đầy dẫy con. Chúa ơi, những bông trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ đầy dẫy trên con. Con xin Chúa thêm sức mới, thêm đức tin cho con. Xin Chúa dẫn dắt con để con đắc thắng một ngày mới trong ngày. Con cảm ơn Chúa, con dâng mọi vinh hiển tôn quý lên ba ngôi Đức Chúa Trời toàn năng và phước hạnh con nhận lãnh từ nơi Ngài. Và con thành kính dâng lên Cha lời cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu Christ. Amen. Cảm ơn bạn đã lắng nghe. Xin Thánh Linh Chúa cho sứ điệp này để khích lệ thêm động lực bạn bước đi với Chúa mỗi ngày.
Mọi đóng góp, ý kiến hay góp phần dâng hiến cho chương trình, xin gửi về Gmail dưỡnglinhcodoc2020a@gmail.com. Bạn ủng hộ chương trình bằng cách chia sẻ chương trình rộng rãi trên mạng internet cộng đồng xã hội. Hẹn bạn dưỡng linh hàng ngày tiếp theo. Chúa yêu bạn rất nhiều.